Rồi, yeah, 1 1, 2, 3, quay luôn nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ xí muội sẽ làm món snack hành tây nha các bạn. Đây, mình có hai củ hành tây tím và củ hành tây trắng và một bịch bột chiên giòn. Bây giờ mẹ sẽ làm bánh snack hành tây cho bọn muội ăn nha. Yeah. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn cùng làm bánh snack hành tây với mẹ xí muội nha. Hành tây mình sẽ lột sạch vỏ nha các bạn. Mình lột sạch hết cái vỏ bên ngoài. Hành tây sau khi mình lột vỏ rồi mình sẽ cắt khoanh nó ra. Ôi chơi kì quá à. Con mới nhà sao che mưa được. Mình cắt hành xong thì mình sẽ gỡ những cái khoanh hành ra như thế này. Còn cái lõi của nó thì mình vẫn giữ nguyên như thế này để mình để đây lát mình tẩm bột mình chiên luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cái gói bột chiên giòn ra nha các bạn. Mình cho cái bột vào trong tô đi. Sau đó mình sẽ bỏ những cái khoanh hành tây lúc nãy vào mình lăn qua bột. Cho nó áo một lớp bột ở ngoài. Bây giờ mình sẽ cho nước vào cái tô bột. Mình khuấy từ từ cho bột nó tan. Mạnh nhưng mà nhẹ nhẹ thôi để dăng bột ra nha. Đúng rồi. Mùi hay quá. Mùi giúp mẹ pha bột nha. Mình khuấy cho bột nó tan đều thì mình sẽ cho cái hành tây mà mình tẩm bột lúc nãy vào đây luôn. Tiếp theo mình sẽ bắt một chảo dầu lên bếp. Dầu nóng mình sẽ thả hành vào mình chiên nha các bạn. Bánh chiên vàng mình sẽ gấp ra dĩa. Các bạn ơi, cái đây là cái bánh snack hành tây đây. Nó có những cái dòng như thế này nè, rất là đẹp nha. Nhưng mà nhiều bánh dòng, mùi thích không bằng mùi? Mùi ăn thử đi nè. Chờ mỗi cái. Rất là giòn nha các bạn. Đây để mình để một cái. Đây rất là giòn. Đây là cái hành tím nè. Hành tím mà mình chiên ra nó cũng hơi màu trắng trắng, giống như hành trắng này, hành tím nữa nè. Còn đây là hành trắng nè. Đó, đây là màu trắng, đây là màu tím nè. Đây. Các bạn ơi, rất là giòn luôn nha. Đó, có cái hành là nó hơi mềm mềm. Cái bột ở ngoài nó rất là giòn. Mở chân xuống coi. Rồi mình ăn mình sẽ chấm với tương cà hoặc tương ớt nha các bạn. Giòn tan. Ăn giống y chang bánh thành nắp luôn. Cái hành bên trong nó rất là ngọt nha các bạn. Ở bên ngoài thì nó giòn. Giòn giòn vừa ăn rất là ngon. Bà mùi có thích không bà mùi? Con thích không? Con nói gì với cô chú anh chị và các bạn với. Sao bánh mẹ làm sao? Mẹ ăn cộng trắng trắng gì? Đây là hành nè, hành nè. Hành nó rất là ngon, không có ăn. Con thử đi. Ui, dính tay rồi. Lâm hết trơn, trời à. Lấy cái dẻo qua cho mẹ đi. Lấy đồ qua cho mẹ lau nè. Ngon quá. Chưa?
Các bạn ơi, cái hành tây này, này mình chiên lên nó không có bị hăng gì hết nha, mà ăn rất là ngọt luôn á. Chấm với tương ớt ăn rất là ngon luôn. Mời các bạn. Giòn quá trời giòn. Bột ở ngoài nó giòn, cái miếng hành bên trong thì nó mềm mà nó ngọt. Rất là ngon nha các bạn, em nhỏ cũng rất thích. Đây cho bằng mũi nè. À còn hả? Hành trắng, hành tím gì cũng rất là ngon. Mình ăn thử miếng hành tím nha. Quá giòn, quá thật lạ. Cái miếng mà mình chiên nó hơi vàng nhiều hơn vậy nè. Ăn rất là giòn luôn. Có chuyện gì xảy ra cái dâu này? Ăn coi. Ăn cái vòng trắng nha. Đây là củ hành trắng luôn các bạn. Ngọt ngon ghê luôn. Đã ngon quá. Chỉ còn một củ hành tây, một bịch bột chiên giòn là mình có ngay bánh snack hành. Rất là ngon. Em nhỏ cũng rất là thích luôn. Các bạn ơi, vậy là cái video làm bánh snack hành tây của mẹ Xíu Muội đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an.